Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả Kho Game Griffith. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trình duyệt để tải game Torrent tại channel của mình. Hiện tại thì có rất nhiều trình duyệt tích hợp tính năng Torrent, có thể kể cho bạn một vài cái tên nổi bật, ví dụ như là Cốc Cốc, Mozilla hoặc là Brave. Và đây thì mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn, đó là trình duyệt Cốc Cốc nhé. Thì sau khi các bạn tải trình duyệt Cốc Cốc về, các bạn có thể vào phần setting, cài đặt, phần nâng cao, ở đây tải về và Torrent. Chức năng Torrent của Cốc Cốc sẽ được bật sẵn khi các bạn tải về. Việc các bạn cần làm đơn giản chỉ là thay đổi vị trí lưu các file mà các bạn sẽ tải về trong máy tính như mình làm ở đây. Khi mọi thứ sẵn sàng thì với file Torrent mà các bạn tải được tại Kho Game Griffith, đơn giản các bạn chỉ cần kéo và thả file Torrent đó vào thanh địa chỉ của trình duyệt, sau đó bấm Enter là file sẽ được tự động tải về máy tính của các bạn theo đúng vị trí mà các bạn đã muốn lưu trong máy tính. Bây giờ các bạn có thể bấm Ctrl Z để có thể theo dõi toàn bộ quá trình download file Torrent. Torrent sử dụng kết nối giao thức P2P, cho nên trong quá trình download các bạn hoàn toàn có thể tạm dừng, thậm chí tắt hoàn toàn trình duyệt. Và sau khi các bạn bật lại trình duyệt, chỉ cần quay lại và bấm tiếp tục là quá trình download sẽ được tiếp tục kết nối, mà các bạn không phải lo đến chuyện đó là file Torrent sẽ bị hỏng. Rất đơn giản đúng không nào? Chúc các bạn download game thành công. Và đừng quên bấm nút đăng ký để download mới mỗi ngày tại Kho Game Griffith nhé.